Cháu nên làm gì nếu sau tiêm cháu bị ho, sốt, khó thở? Với người bình thường hoặc là với một bà mẹ mang thai thì khi tiêm phòng các cái vaccine, các loại vaccine COVID đều chúng ta có thể gặp những cái phản ứng tương tự nhau. Thế thì những cái phản ứng mà hay gặp đấy là sốt hoặc là đau tại chỗ tiêm, đau mình bệnh, đấy là những cái phản ứng thông thường của vaccine. Thế còn ở đây bạn lại đề cập đến một cái yếu tố là bạn lại khó thở. Khó thở. Vâng. Vậy thì cái khó thở này thì nó nằm trong cái nhóm mà các cái dấu hiệu mà nó nặng thì chúng ta cần phải đến cái cơ sở y tế hoặc liên hệ với để có bác sĩ tư vấn cho chúng ta. Với những cái trường hợp mà chúng ta sốt tầm khoảng độ 38 38 độ 5 thì chúng ta sử dụng cái paracetamol là cái mà an toàn được cho cả bà bầu và cho cả em bé trong bụng chúng ta. Để chúng ta dùng các cái thuốc đó mà khoảng 2 tiếng sau mà nó các triệu chứng bắt đầu chúng ta cảm thấy nó giảm nhẹ đi thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta theo dõi và khoảng 6 tiếng 8 tiếng mà chúng ta lại có cái phản ứng sốt như vậy thì chúng ta lại uống lại được. Sau khi bạn dùng thuốc hạ sốt thì cái khó thở thì nó lại khi đánh giá nó cũng hơi khó, cảm giác mệt khó chịu của bạn nói là khó thở, nhưng thực ra là khi bạn sốt thì các bạn cũng cảm giác khó chịu của bạn bạn nghĩ rằng nó là khó thở. Thế Có lẽ thì là cả, khi mà do bạn cả uống cái thuốc tâm lý nữa đúng vâng không? đấy Vâng. là uống thuốc hạ sốt cái thì cái tim mạch nó trở về ổn định lên thì nó các bạn lại cảm thấy là người nó bình thường. Thì cái khó thở đấy không phải là khó thở về vấn đề bệnh lý gì liên quan đến vaccine hoặc là Vâng. bệnh lý hô hấp mà do là chúng ta sốt chúng ta mệt chúng ta cảm giác là khó thở. Vâng. Thế thì chúng ta lưu ý là chúng ta khi tiêm phòng về mà chúng ta thấy mệt mỏi chúng ta thấy là chúng ta đau mỏi mà chúng ta thấy sốt khoảng 38 độ 38 độ 5 mà chúng ta có thể xử lý luôn như vậy. Nếu Uống hạ mà sốt, với toàn với uống hạ sốt uống bà nhiều mẹ mà nước có mang thì thai thì chúng ta cũng nên để ý cái đó, bởi vì khi chúng ta sốt thì cái nhịp tim của chúng ta cũng tăng lên và cái nhịp tim của cái thai ở trong bụng của chúng ta cũng tăng lên và đấy là một cái mà có thể gây nguy hiểm cho cái đứa trẻ trong bụng. Nên chúng ta lưu ý chúng ta theo dõi cái điều đó. Khi mà tiêm về thì có một chút phản ứng phụ tốt hơn hay là hoàn toàn không có cái phản ứng gì? đầy đủ nhất về vaccine, vaccine COVID, tất cả vaccine nào trên thế giới này. Khi đã sản xuất ra là phải có độ an toàn cao nhất trong các loại thuốc tiêm vào trong người, nhưng mà cũng không phải có nghĩa là an toàn với tất tần tật cả mọi người. Nó vẫn có một tỷ lệ nhất định, thường là coi quy định là 1 trên 1 triệu là coi như vaccine an toàn. Và tiêm vaccine vào người đó là để tạo ra một cái phản ứng với hệ miễn dịch, sản xuất ra kháng thể để sau này nếu chúng ta bị bệnh thật thì cái kháng thể đó giống như những đội quân họ đến để đánh nhau với lại cái tác nhân gây bệnh vi khuẩn virus đó. Vì vậy nó dứt khoát là do sẽ có phản ứng, nhưng mà rõ ràng là phản ứng của từng cơ thể con người rất khác nhau, hoặc là phản ứng rất nhẹ nhàng, tiêm không cảm thấy nó nhẹ tới mức mà không có cảm nhận gì, như vậy là không có cảm nhận gì, hoặc là nặng hơn một chút thì nó khó khó chịu, gây sốt, đau mình mẩy, và thậm chí nặng hơn nữa thì thậm chí là mệt mỏi vài ngày, sốt vài ngày liền đấy, cũng có, và thậm chí cũng có cả những cái phản ứng tới mức mà chúng tôi phải cấp cứu sau khi tiêm, cũng có, cũng có những cái phản ứng như thế. Và tức như cái đó thì vô cùng ít. Chúng tôi đã nói là vaccine đã tiêm phòng và là phải an toàn, nhất là hiện nay vaccine phòng covid là một vaccine được chế tạo theo một công thức rất mới, nó không giống như tất cả cái công thức cũ nào trước đây thế giới sản xuất. Trước đây là gì, làm yếu cái con tác nhân gây bệnh, yếu con virus, yếu con vi khuẩn đi, xong nó tiêm vào để nó gây ra phản ứng miễn dịch, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không phải như vậy. Hệ thống vaccine lần này do người ta không đo lường được cái độ nguy hiểm của con covid, cho nên người ta không làm yếu con đấy đi để tiêm vào, mà hoàn toàn theo một công thức khác, hoặc là lấy cái bộ di truyền của nó thôi, hoặc là mượn một con virus khác như là con adenovirus để cấy cái phần kháng nguyên vào để gây bệnh. Cho nên đó là cái việc mà tiêm vaccine COVID là khá là an toàn, nhưng mà cũng không phải là với tất cả mọi người. Đây phải nói lại là như thế, và chúng ta phải tiêm ở những cơ sở an toàn này, vì vậy tiêm ở những đội ngũ có chuyên môn để tiêm, và nhất là những bà bầu hiện nay còn đang được Bộ Y tế là yêu cầu là phải tiêm ở cái nơi mà có khả năng cấp cứu về sản khoa, là vì vậy. Thế còn cái sự phản ứng mỗi người chúng ta là khác nhau, không có nghĩa một người phản ứng rất rầm rộ là có nghĩa rằng như vậy là mình tạo ra rất nhiều kháng thể. Một người thì phản ứng chả thấy gì cả mà lại không có kháng thể, hoàn toàn không phải như vậy. Đây là sự phản ứng khác nhau của từng người với cái tác nhân mình đưa vào.